Xin chào các bạn học sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở Hậu Giang. Đã đến với bài giảng trực tuyến ngày hôm nay. Thì để việc học trực tuyến được thuận lợi, các bạn nên chuẩn bị một cuốn sách Learn Smart World, cuốn sách giáo khoa. Mình hôm nay mình sẽ học trang 13 nhé. Một quyển tập và một cây bút để chép bài. Thì bài ngày hôm nay sẽ tiếp tục chủ đề Home, Lesson 3, Point 2 sẽ gồm có 3 phần Reading, Speaking và Writing Thì để mở đầu tiết học ngày hôm nay thì trước tiên chúng ta sẽ ôn lại bài cũ Trong bài trước ta đã được làm quen với lại Comeback tức là la bàn Ok, bây giờ sẽ cùng ôn lại các hướng theo kiều kim đồng hồ từ trên xuống dưới của một cái la bàn này nhé. OK, first, north, then, east, next, south, and west. ở chính giữa sẽ là center. OK, one more time, một lần nữa nhé. What is it? North. What is it? East. What is it? South. What is it? wet. and final, what is it? Center, okay. Và nhìn vào bức tranh này cùng với gợi ý dưới các bạn đã đoán ra được đây là gì không ạ? À? Okay, uh, blah blah blah, is in the countryside and usually has a few houses. Là một gì đó ở vùng nông thôn và thường có một vài căn nhà thưa thớt. okay đó là village. A village is in the countryside and usually has a few houses. Dạ rồi, nhìn vào bức tranh ở trên và câu gợi ý bên dưới, chúng ta sẽ lượng tưởng tới từ gì ạ? Uh, blah, 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 has houses, parks, schools, and stores. Một cái gì đó mà có rất là nhiều nhà, có thể là các công viên, nhiều ngôi trường và hàng tá cái cửa hàng. Ok, what is this? It's a town. Yes, a town has house, houses, parks, schools and stores. Và cuối cùng, a blah 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 has many big buildings, schools and hospitals. Cái gì đó mà có rất là nhiều kiến trúc to, nhiều ngôi trường và cả bệnh viện nữa. Thì, yes, a city. A city has many big buildings, schools and hospitals. Ok, và đó là tất cả bài hôm trước chúng ta của chúng ta đã học được học và bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài ngày hôm nay Unit 1 Home Lesson 3.2 Reading. Trước tiên chúng ta sẽ vào phần reading trước. Bài reading hôm nay của chúng ta sẽ tìm hiểu về Cần Thơ. Ở Việt Nam, đặc trưng của Cần Thơ là có đồng bằng sông Cửu Long, Mekong Delta. Mật độ dân số ở đây là hơn 1 triệu 200 000 tính từ năm 2018 và nhiệt độ trung bình ở đây sẽ là 28 độ C Vậy Cần Thơ như các bạn đã học bài trước thì Cần Thơ không biết có phải là Village hay là City hoặc là Town và nổi tiếng về những gì Ok, cùng vào bài học để xem Cần Thơ vì ví dụ đến cỡ nào ha. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một vài từ mới mà chúng ta sẽ được gặp ở trong nội dung bài học ngày hôm nay. First we have floating market. Floating market. Chợ nổi. Next we have business. Thương mại. Transport station. Giao thông. Ok, các bạn sẽ đọc lại thêm một lần nữa nhé. Nhớ đọc to và rõ. Floating market. Floating market business, business, transportation, transportation. Ok, mời các bạn chép bài vào nhé. Thì chỉ đây chỉ có ba từ ngắn thôi cho nên mình sẽ có 30 giây để chép nhé. Ok, are you finished? Xong rồi ha mấy bạn. Rồi, chúng ta sẽ bước vào bài Cần Thơ Reading nhé. So, read the paragraphs and answer the question. Thì trước tiên chúng ta sẽ đọc bài Cần Thơ trước, bài đọc về Cần Thơ. Sau đó, chúng ta sẽ trả lời một số câu hỏi. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đọc bài trước nhé. Okay. Cần Thơ is a city in the south of Vietnam. It is In the Mekong Delta on the Hao River. Many people live in Tho It is a big city. Lots of people visit it to see its floating markets and beautiful rivers. The weather is hot. It is very good for growing food. Farmers grow rice, vegetables, and different fruits. It is an important center for business and transport station. Okay. Hey, thì giờ các bạn sẽ có 3 phút để đọc lại cái bài đọc. Chúng ta sẽ có 3 phút để đọc lại bài cũng như trả lời các câu hỏi ở đây nhé mấy bạn. 3 phút mấy bạn bắt đầu. 3 phút của chúng ta đã trôi qua Và rồi chúng ta sẽ sửa 4 câu nhé 4 câu hỏi Number 1 Where is Cần Thơ? Is in the south of Vietnam? Okay, number 2 What is it famous for? Tức là nơi đấy có có nổi tiếng về những cái gì? Thì câu trả lời sẽ là It is famous for floating markets and Beautiful Rivers. Câu số 3. What is the weather like? Thì it's hot hoặc là the weather is hot. And number 4. What do the farmers grow? They grow rice, vegetable and different fruits. Okay. Các bạn nhớ ghi tất cả câu trả lời vào tập hoặc là vào trong cuốn sách i của mình, student book, cuốn student book của mình. Vậy là chúng ta đã xong phần Reading, bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp phần Speaking. Unit 1, Home, Lesson 3, Part 2, Speaking. Thì trong hoạt động này, ta sẽ nói về hai thành phố, comer ở Pháp và Clovery ở Anh và theo chúng ta thấy hai bên sẽ là hai thông tin của hai thành phố này thì nhiệm vụ của chúng ta là gì chúng ta sẽ bắt cặp với nhau một bạn sẽ đưa ra câu hỏi và một bạn sẽ trả lời rồi sẽ đổi vai cho nhau dựa vào các thông tin đã cho sẵn của hai thành phố này thì chúng ta đang học trực tuyến cho nên là chúng ta sẽ không có bắt cặp hay gì hết thì chúng ta sẽ làm hai vai luôn thì trước tiên chúng ta phải lựa chọn câu hỏi nào mà có thể áp dụng được các thông tin ở trên đây thì bên trái của chúng ta sẽ có cột question và bên phải chúng ta sẽ có cột answer bên trái sẽ là cột câu hỏi và bên phải sẽ là cột trả lời thì trước tiên chúng ta sẽ ghi ra chúng ta sẽ nốt ra tất cả những thứ trên đây để khi chúng ta nói chúng ta đã có sẵn thông tin để mà chúng ta cần và nói một cách lưu loát. Ok. Thì bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem câu hỏi và câu trả lời trước để mà áp dụng vào. Trước tiên, câu thứ nhất chúng ta sẽ áp dụng sẽ là where is? Thì câu trả lời của chúng ta sẽ là it's in the of. Thì câu này chúng ta sẽ hỏi là Ví dụ như là where is comma tức là nó ở đâu thì chúng ta sẽ trả lời là it's in the east of France. Tương tự với Clovery. Tiếp tục câu số 2. Thì is it a blah blah blah. So the answer is a blah blah blah. Ok. Ví dụ ở trên đây. Ví dụ is it a big town or is it a town thì câu trả lời sẽ là, sẽ là nếu trùng khớp trên đây là town thì chúng ta sẽ là trả lời là it's a town còn không trùng khớp ví dụ là small village chúng ta sẽ trả lời là it's a small village. Okay. Number 3. What is it famous for? Như đã giải thích ở trên thì nơi đó nổi tiếng về những gì? Thông tin đã có sẵn trên đây các bạn chỉ cần bỏ vào được rồi nhé. Thì it's famous for blah blah blah. And finally, câu cuối cùng, what is the weather like? Thì Thời tiết ở đấy như thế nào? thì câu trả lời sẽ là x blah blah blah. Ok. Trước tiên thì có thể cho các bạn 2 phút để điền, để ghi câu hỏi và câu trả lời, viết vào tập. Rồi sau đó lát hồi chúng ta sẽ dựng lên, chúng ta sẽ xây xây dựng cái hồi, một cái cuộc hội thoại để chúng ta sẽ tự nói, tự đóng hai vai với nhau nhé. Ok. OK, các bạn đã xong rồi đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hành luôn nhé. Thì trước tiên chúng ta sẽ làm Colmar thành phố Colmar trước nhé. OK, bây giờ chúng ta sẽ đóng cả hai vai. Thì chúng ta vừa hỏi vừa trả lời luôn nhé. So first, where is Colmar? It's in the east of France. Is it a town? It's a big town. What is it famous for? It's famous for beautiful houses and museums. What is the weather like? It's warm. Hoặc là như thế này, chúng ta cũng có thể đóng một file sau đó sẽ tới phiên các bạn, hay là chúng ta thử thử nhé. Bây giờ thầy sẽ Đặt câu hỏi cho các bạn và các bạn sẽ trả lời dựa vào các thông tin ở trên đây có thật sẵn. Okay? So, where is Coma? Is this a town? What is this famous for? What is the weather like? Ok, và sau đó chúng ta sẽ đổi vai cho nhau. Bây giờ các bạn sẽ hỏi và thầy sẽ trả lời. Ok? It's in the east of France. It's a big town. It's famous for beautiful houses and museums. It's warm. Và chúng ta đã xong phần Coma, thành phố Coma. Bây giờ chúng ta sẽ qua thành phố còn lại nhé. So, where is Glovery? It's in the south of England. Is this a town? It's a small village. What is this famous for? It's famous for old house and fishing. What is the weather like? It's cold. Ok, cũng giống như lúc nãy nha. Bây giờ thầy sẽ hỏi, các bạn sẽ trả lời. Where is Glovery? Is it a town? What is this famous for? What is the weather like? Okay, swap roles. Chúng ta sẽ đổi vai nhau nhé. It's in the south of England. It's a small village. It's famous for old houses and fishing. It's cold. Ok, và đó là tất cả phần A chúng ta. Về phần B thì các bạn có thể lên Google tìm kiếm thông tin thành phố mà mình muốn rồi sau đó vẫn áp dụng các câu hỏi và câu trả lời tương tự giống như vậy. Các bạn có thể đóng hai vai và là sẽ thử với bạn cũng được. Ok, that's enough for speaking. Vậy là chúng ta đã xong phần speaking và bây giờ chúng ta sẽ đi qua phần writing. Unit 1 Home lesson 3.2 writing Đây là phần writing của chúng ta. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào các từ gợi ý để đặt câu hỏi ở bên cột bên trái của chúng ta. Đây là những từ gợi ý cho các câu hỏi của chúng ta. Và sau đó chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi ấy theo mẫu đã có sẵn ở bên phải. Và tất nhiên chúng ta sẽ trả lời theo ý của mình thì một lời khuyên cho các bạn, thầy khuyên các bạn là nên chép ra tập vì trong đây khoảng trống của chúng không có đủ rộng để chúng ta viết câu hỏi ra, cho nên các bạn hãy ghi chép lại vào tập những câu hỏi sau đó sẽ trả lời và tất nhiên chúng ta sẽ trả lời theo ý của chúng ta. Thì các bạn phải nên chép ra và chép ra để làm gì? Thì qua cái phần bi chúng ta sẽ sử dụng cái phần note đó để làm một công việc khác. Thì thầy có một ví dụ cho các bạn ở đây. Đây là ví dụ của thầy. Ok. Trước đây là ví dụ của thầy. Trước tiên chúng ta sẽ ghi ra bằng những câu gợi ý chúng ta sẽ ghi ra được câu hỏi What is the name of hometown? Thì câu trả lời của thầy sẽ là My hometown is Hồ Chí Minh. Where is your hometown? It's in the south of Vietnam. Thì ví dụ quê của các bạn, ví dụ hometown của các bạn sẽ là Huế hay Hà Nội thì các bạn nên lưu ý x in the các bạn phải sửa lại nơi đây nhé. So, next is it a city? It is a city. What is it famous for? It is famous for its big buildings. Thì thì cái phần nổi tiếng hoặc là đặc sản. Ở quê các bạn nếu các bạn không hình dung ra hoặc không nhớ thì có thể lên Google tra thông tin đó và sau đó chúng ta sẽ điền vào đây. What is the weather like? The weather is hot. What do you think? What do you like about it? I like the food. Ok? Thì thầy nghĩ các bạn sẽ cần thời gian để chép những câu hỏi này cho nên thầy vẫn sẽ để thời gian cho các bạn thì có thể là 2 phút thôi. Ok? thầy cũng nghĩ là các bạn đã xong rồi đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ qua phần B. Những cái ghi chép nãy chúng ta sẽ bắt đầu áp dụng vào phần B này nhé. B. Use your notes to write a paragraph about your hometown. Use the reading to help you write 40 to 50 words. Thì bây giờ sau khi ghi chú lại của cái bài A, chúng ta sẽ ghép chúng lại thành một bài viết và đồng thời các bạn có thể trở về cái phần reading ở trên để mà giúp cho bạn có thêm các thông tin khác cũng như là các câu từ để mấy bạn viết thì thầy sẽ cho mấy bạn xem ví dụ của thầy lúc nãy thầy đã note ở trên sau đó thầy sẽ ghép lại thành một bài hoàn chỉnh của thầy here My hometown is Hồ Ho Chí Minh. It is in the south of Việt Nam. It is a city. It is famous for its big buildings. The weather is hot. I like my hometown because there are lots of food that I love it. Ok, và để thuận tiện cho các bạn cũng như là các bạn dễ dàng ghi, thì bây giờ thầy sẽ đọc lại bài viết này nhưng mà các bạn sẽ thay thế lại các thông tin mà thầy đã im lặng, đã bỏ trống bằng các thông tin của bạn nhé. Ví dụ như, đây, như thế này, my hometown is khi thầy bỏ trống thì các bạn sẽ điền các thông tin của mình vào phần đó, ok? Rồi mình bắt đầu nhé. My hometown is it is in the It is a It is famous for the weather is I like my hometown because Okay. Nếu các bạn vẫn chưa có ý tưởng có thể các bạn sẽ quay về phần reading để xem hoặc là mấy bạn sẽ làm giống như những gì hồi nãy thầy đã chia sẻ với các bạn tức là những từ mà thầy không đọc bỏ trống thì các bạn sẽ thêm vào cái phần thông tin của mình dựa vào phần B này dựa vào phần ví dụ của thầy hoặc là phần A mà mấy bạn đã check note lại hoặc là trở về phần reading. Ok, vậy là chúng ta đã xong bài hôm nay. để kết thúc bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng củng cố lại bằng một bài tập điền các từ thích hợp vào chỗ trống. em okay, mời các bạn làm cùng với thầy nhé. Cần Thơ is a city in the south of Vietnam. It is in the Mekong Delta on Hau river. Many people live in Cần Thơ. It is a big city. Lots of people visits it to see its blah, blah blah markets and beautiful rivers la ta ta floating market yes floating markets and beautiful river The weather is hot it is very good for growing food farmers grow rice vegetables and different foods. It is an important center for business and transport station. Ok, và chúng ta cũng đã xong cái phần bài tập của ngày hôm nay. Homework của chúng ta gồm có 3 phần. First, copy and learn new words. Chép và học thuộc những từ mới. Second, do exercise as instructed. Sau bài học này, chúng ta hãy làm bài tập trong phần link các bạn nhớ đọc bài thật kỹ và chọn thật là chính xác nhé. And finally, repair unit 1 review chuẩn bị bài kế tiếp unit 1 review và bài học hôm nay chúng ta đã kết thúc tại đây. cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you, goodbye, and see you again.